Nhân dịp Tết đến xuân về, em Huệ Auto Sài Gòn mến chúc quý cô dì chú bác anh chị năm mới sức khỏe hạnh phúc vạn sự an. Chúc mừng năm mới quý anh chị. Hyundai Tucson 2021 mẫu mới 2022 quý anh chị. Xe lăn bánh chỉ 28.000 cây số và đây là phiên bản 2.0 máy xăng đặc biệt. Một chủ sử dụng từ đầu thôi anh chị nha, màu trắng đi 28.000 cây. Được trang bị rất là nhiều công nghệ an toàn nè, có cả camera 360 độ xung quanh xe, sấy ghế làm mát ghế, sấy vô lăng, sạc không dây, rất là nhiều tiện nghi luôn anh chị nha, mà giá cả rất là dễ tiếp cận luôn. Hôm nay chỉ còn có 810 triệu cho mẫu Tucson 2021 mẫu mới 2022 này anh chị nha. Và 810 triệu giá này sẽ còn thương lượng cho anh chị, mình liên hệ trực tiếp với em Huệ qua số 0937033355 anh chị, hoặc là mình đến xem xe tại cửa hàng số 54 Ngưng Định của phường An Khánh quận 2. Và đừng quên là gặp em Huệ anh chị nha, để em Huệ có cơ hội đón tiếp và hỗ trợ anh chị mình mức giá tốt nhất có thể anh chị nha. Và bây giờ em mời anh chị đi vào thông tin chi tiết của mẫu Hyundai Tucson 2021 mẫu mới 2022 này anh chị nha. Em xin mời. Hyundai Tucson 2021 anh chị, và đây là mẫu mới 2022. Nước sơn màu trắng, mình đăng ký biển số thành phố, một chủ sử dụng từ đầu anh chị nha. Này, và đây là bản 2.0 đặc biệt, anh chị có thể thấy nè, cụm đèn thiết kế là những vết cắt 3D rất là đẹp luôn. Có trang bị là cảm biến gốc, 4 cảm biến gốc trước, 4 cảm biến gốc sau và camera trong bộ camera 360 độ anh chị nha. Đèn còn nguyên zin hết luôn. Xe 2021 mà đây là mẫu mới 2022 luôn. Mâm nè, anh chị thấy thiết kế không? Cực kỳ sport thể thao luôn. Mâm xe rất là ít trầy xước, rất là ít trầy xước luôn anh chị. Và lớp này là lớp zin theo xe nha. Tuần thứ 41 của năm 2021 anh chị, mà lớp xe nè. Còn rất là dày luôn nên anh chị mình đi vô tư. Camera trong bộ camera 360 độ anh chị nha. Cảm biến mở cửa nè. Thiết kế bên hông xe anh chị nhìn thấy đó, rất là trẻ trung luôn, cao ráo, gọn gàng, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc 5 chỗ quá đẹp luôn anh chị. Phía đuôi xe anh chị thấy không? Nhìn không? Quá đẹp luôn anh chị ha. Đèn thiết kế dạng 3D nè, đèn sau thiết kế dạng 3D, có camera gear đi cùng với hai cảm biến ở phía sau. Cúp điện cũng có sẵn hết luôn cho anh chị. Này, trang bị sẵn luôn cho anh chị là cúp điện nè. Thao tác một chạm rất là nhẹ nhàng và tiện lợi luôn. Khu vực cốp ở phía sau nè anh chị, có trang bị sẵn một cái khay để hành lý. Thì với cái khay này nè anh chị để đồ đạc, hàng hóa, nước, đồ mà có cát á, nó sẽ không có bị ướt vào cái khoang hành khách ngồi của mình anh chị nha. Rất là tiện lợi luôn. Khu vực dưới này nè, bánh sơ cua dự phòng chưa chạm đất. Bộ đồ nghề con đội tất cả còn đầy đủ nguyên zin hết luôn cho anh chị nha. Mâm đúc nè, theo mâm theo xe luôn. Lớp xe dày cui. Cận cảnh luôn cho anh chị nè, đai ốc keo chỉ của xe. Xe bên em bán ra nha, để có cam kết cho anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ máy số không đại tu, bao tép hãng luôn. Khung gầm này anh chị, xe vừa mới về anh chị thấy khung gầm này quá xuất sắc luôn. Không có bị cứng, mất va chạm, rỉ sét hay có những mối nối, mối hàng bất thường anh chị nha. Có cúp điện, thao tác một chạm, rất là nhẹ nhàng và tiện lợi để anh chị mình sử dụng luôn. Cụm đèn thiết kế dạng 3D quá đẹp luôn anh chị. Quá đẹp luôn anh chị nha. Những chi tiết này là bị ố nước nè anh chị, bị ố nước đó nha. Anh chị đi về sử dụng rửa một thời gian nó sẽ hết thôi. Bị ố nước. Hàng ghế ở phía sau này, ngồi rất là rộng rãi luôn, thiết kế da đục lỗ, ngồi êm ái đó anh chị. Có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ở phía sau, ghế ngồi chất liệu bột da ha. Xe Tucson mà bản này mà có thêm cái cửa sổ trời nữa thì quá tuyệt vời luôn. Xe này thì tiếng một cái là không có cửa sổ trời anh chị nha. Chi tiết nẹp trên cánh cửa nè, quá đẹp. Đi có 28.000 cây thôi anh chị, phim cách nhiệt có dán sẵn luôn cho anh chị nè. Cảm biến mở cửa cũng có nè. Gương chiếu hậu bên ngoài xe chỉnh điện, gập điện anh chị nha. Hệ thống loa của Bose nè. Loa của Bose thì anh chị cũng biết rồi, âm thanh quá chất lượng luôn, quá là tuyệt vời. 2021 nha, xe này là sản xuất 2021 nha, mẫu mới 2022 anh chị nha. Có ghế nè, chỉnh điện nè, có sấy ghế làm mát ghế, hai ghế ở phía trước. Đây, em nổ máy ra anh chị coi. Động cơ 2.0 rất là lanh luôn, màn hình trung tâm quá đẹp luôn anh chị. Có ga tự động cruise control hết cho anh chị nè. Các phím nằm thoại rảnh tay còn mới nguyên, đèn pha tự động. Xe hiện tại odo 28.000 cây anh chị nha. Đèn nổ startup nè, màn hình trung tâm thiết kế anh chị thấy không? Quá tuyệt vời. Điều hòa tự động hai vùng, có sạc không dây anh chị ha. Có chế hệ thống auto hold phanh tay điện tử nè. Camera 360 độ tích hợp luôn trên màn hình này anh chị nha. Có sấy ghế, sấy vô lăng làm mát ghế cho hai ghế ở phía trước. Chìa khóa thì em đủ trên chị mình hai chìa hết luôn. Có sạc không dây nè, chuẩn QI. Màn hình trung tâm nè, quá đẹp luôn anh chị. Thiết kế dạng 3D ha. Loa của Bose. Thiết kế trong xe quá xuất sắc luôn. Xe còn mới lắm anh chị. Chỗ này là vải nỉ nha, chỗ này là bọc giả da. Phía trên này cũng vậy luôn.
Gói an toàn có cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang, đồ đầy đủ hết anh chị nha. Cúp điện, cân bằng điện tử đều có hết luôn. Xe đi có 28.000 cây à. Vô lăng thiết kế anh chị thấy, vô lăng thiết kế rất là đẹp. Dạ, anh chị nha, đây khoang máy của chiếc Hyundai Tucson 2021, mẫu mới 2022. Đây là phiên bản 2.0 máy xăng đặc biệt anh chị. Trang bị động cơ thì là 2.0 anh chị ha. Đó, đai ốc keo chỉ nè, những chấm son của phía nhà máy kia cứ xuất xưởng này anh chị thể thấy. Tất cả đây là phần nguyên zin liền lạc hết anh chị nha. Chưa có ra một con ốc nào hết luôn. Bên em Huệ bán ra là có cam kết cho anh chị không đâm đụng, không ngập nước nha. Động cơ máy số không đại tu. Những cái vít dập phía nhà máy nè. Nó ma tích của phía nhà máy anh chị thấy còn nguyên hết luôn, ốc cabo nè, chưa ra một con nào hết luôn, quá đẹp luôn anh chị ha. Những vít dập của phía nhà máy nè, bên này cũng vậy luôn anh chị ha, quá sức, máy 2.0. Và em xin phép được nhắc lại thông tin của mẫu xe này anh chị nha. Đây là chiếc Hyundai Tucson 2021, mẫu mới 2022, phiên bản 2.0 máy xăng đặc biệt, xe đi 28.000 cây, biển thành phố, một chủ sử dụng từ đầu. Em Huệ đang chào bán với giá là 810 triệu anh chị nha. Bán ra bên em Huệ cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ, máy số không đại tu, bao kết hãng luôn. Em Huệ đang chào bán với giá 810 triệu anh chị nha. Anh chị mình yêu thích mẫu xe này, liên hệ trực tiếp với em Huệ để thương lượng giá anh chị nha. Hoặc mình đến xem xe tại 54 Lưu Định của phường An Khánh, quận 2. Em Huệ chuyên thu mua, trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng, mua bán tận nơi anh chị nha. Không kỳ kèo giá cả, xem xe thanh toán hết một lần luôn cho anh chị nhé. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị những chiếc video kế tiếp, những mẫu xe kế tiếp anh chị nhé. Xin chúc mừng năm mới.